Đoạn video quay cảnh phà bắt đầu bị nghiêng và một số học sinh sợ hãi, số khác đùa giỡn. Thông báo của thủy thủ đoàn vang lên, đừng rời khỏi vị trí của các em và chuẩn bị cho tình huống tai nạn. Một học sinh cười đùa, mình sẽ chết chăng? Lập tức một học sinh khác gạt đi, đây không phải là lúc cười, chúng ta đang ở trong một tình huống nguy hiểm thực sự. Lát sau một học sinh thốt lên, bố ơi con không muốn chết. Một người khác đùa, sẽ vui lắm khi nước tràn vào. Các học sinh thảo luận chuyện phải mặc áo phao. Khi đoạn video kết thúc thì phần lớn các em đều đã mặc áo phao. Một số học sinh gặp khó khăn trong việc cài áo phao. Khi phà nghiêng, các em đùa về việc chụp bức ảnh cuối cùng và chống lại lực hấp dẫn bằng cách đi trên tường. Một học sinh khẳng định mình sẽ thoát khỏi nơi này, mình phải sống sót. Tuy nhiên, một học sinh khác bi quan, chúng ta xong rồi, mình phải nói lời vĩnh biệt trước khi mình chết. Một người thốt lên, mẹ ơi, con yêu mẹ. Theo hãng tin Yonhap, hôm nay các đội thợ lặn đã vớt thêm được 5 thi thể từ phà Seoul, nâng tổng số người thiệt mạng lên 226. Như vậy, vẫn còn 76 người mất tích. Gió lớn và các dòng hải lưu mạnh tiếp tục gây khó khăn cho cuộc tìm kiếm.